gửi cho đại diện cho lớp trưởng, rồi lớp trưởng sẽ gửi lại cho lớp của mình. Dạ anh cứ quay màn hình được, được không sao? Dạ, giờ mình bắt đầu luôn ha. Thì ngày hôm nay thì cái buổi học đầu tiên thì mình cũng trao đổi số nhau nhẹ thôi. Thì về hai bài là bài đại cương và bài thứ hai là bài về hệ tiêu hóa. Thì đầu tiên là bài về đại cương và giải phẫu và sinh lý. Thì mục tiêu học tập của mình đó là gồm bài đại cương thì mình sẽ gồm 5 phần. Thứ nhất là nêu được định nghĩa của cái mà giải phẫu và sinh lý. Thứ hai á, là mình sẽ giải thích được các mà cơ chế duy trì và cân bằng nội môi. Thứ ba mình sẽ liệt kê được các thành phần cấu tạo nên cái một cái cơ thể sống hoàn chỉnh của mình. Và tiếp theo á, là mình sẽ trình bày được cấu tạo chức năng cơ bản của tất cả các hệ thống trong cơ quan. Và cuối cùng á, mình sẽ nêu được một số thuật ngữ cơ bản về giải phẫu. Thì cái phần này, bài này chỉ là bài tổng quan thôi để cho các anh chị nắm một cái tổng quan nhất về cái mà giải phẫu và sinh lý của cơ thể con người của chúng ta. Định nghĩa về giải phẫu và sinh lý thì ở trong tiếng Anh thì theo như thuật ngữ tiếng Anh thì có nghĩa là giải phẫu học là anatomy, hay bắt nguồn nó từ cái tiếng Hy Lạp thì đó là anatomia. Đó có nghĩa là cái mặt phẳng mà chúng ta là cắt mảnh hoặc là chúng ta mở ra để khám phá phẫu thuật bên trong. Thì đây là cái ngành là sinh học và cũng như là y học nghiên cứu về cái hình thái và cấu trúc của cơ thể sống chúng ta, và đôi khi nó còn gọi là cái mà cơ thể học bắt nguồn từ cuộc sống giải phẫu. Tức là lúc xưa thì là người ta không hiểu về cái cơ quan giải phẫu của con người là như thế nào. Thì các mà gọi là các nhà truyền giáo ở bên châu Âu thì người ta bắt đầu là quan tâm về nghiên cứu. Thì lúc trước đó, là trước khi có cái môn giải phẫu ra đời đó, thì cái việc cái mổ xẻ trên cơ thể con người đó, thì đều bị nhà thờ cấm. Nhưng mà do cái sự tìm tòi học hỏi thì người ta là lúc trước thì người ta sẽ là lấy những cái xác của những người mà chết ở bên ngoài, và người ta sẽ giấu vào những cái hầm mộ hầm ở nhà thờ và người ta sẽ giải phẫu. Thì đó là những cái mà bắt đầu tiên của cái mà môn giải phẫu. Và sau này khi mà phát triển thì y học hiện đại dần, thì cái dần dần cái việc mổ xẻ con người cũng như là khám phá và xem các bộ phận trong cơ thể con người đó, nó dần trở nên phổ biến. Thì đó là cái hình thành cái nguồn cội nguồn của cái môn giải phẫu. Hiện nay thì cái giải phẫu thì cơ thể con người đó, được chấp nhận nhiều và hầu như là được áp dụng thực hành trên toàn thế giới. Thì cái giải phẫu học đó, nó có thể phân chia thành là gọi là cái ngành giải phẫu người, hay gọi là androtomy, human anatomy, hoặc là cái giải phẫu động vật thì là zootomy, và cái giải phẫu mà thực vật tức là phytotomy. Cái từ mà mình có một thuật ngữ tiếng Anh đó, thì mình chia ra làm hai phần. Thì sau này các anh chị sẽ học, thứ nhất là về thuật ngữ thì gọi là tiếng Anh giao tiếp, là giống như cái bằng mà tiếng Anh TOEIC hay là TOEFL mình học. Và có một cái ngành thuộc về ngôn ngữ Anh, nó chuyên ra một gọi là thuật ngữ chuyên ngành, mà ở đây của mình là thuật ngữ y khoa chuyên ngành. Thì các anh chị đấy là cái phần mà ví dụ như là Tommy nè, thì nó gọi là cái gốc đó, thì các anh chị hay để ý thì gọi là cái mình sẽ hiểu đó, cái gốc của nó là cắt ra hay là mở ra, giống như mình trong các cuộc phẫu thuật đó mình đặt da ra để mình xem bên trong. Thì cái nghĩa của từ Tommy đó, thì nó nghĩa là vậy. Tommy tức là đặt ra, Anna là phân tích một đặt ra để phân tích cái cơ thể con người, human là con người. Tương tự đối với giải phẫu động vật cũng vậy, su là thuộc về động vật, con này là đặt ra để xem cái giải phẫu bên trong của động vật. Thực vật là phyto, còn anh omi cũng vậy. Và thứ ba tục á, thì cái mà giải phẫu học á, sẽ mang tính khu vực hoặc là nó mang tính cái mình chất hệ thống, và giải phẫu học nó có cái quan hệ mật thiết với y học cũng như là các ngành sinh học khác, thì luôn luôn là đối với là các ngành khác cũng vậy. Ví dụ như là các mà liên quan tới thực vật học thì nó cũng liên quan tới giải phẫu, thì người chúng ta là giải phẫu của bên con người, còn cái ngành thực vật thì liên quan tới là các loài thực vật. Và các nhánh lớn của giải phẫu học đó, tức là gọi là giải phẫu học so sánh, hoặc là giải phẫu học mô tả, hoặc là giải phẫu học con người. Và cái việc nghiên cứu giải phẫu học đó, thì nó có từ cái thời Ai Cập cổ đại luôn rồi, và nhưng mà đến giữa thế kỷ thứ tư
trước công nguyên á, thì ông Hippocrates, tức là ông thủy tổ của ngành y á, thì là ông đưa ra cái dạy học vào cái chương trình giảng dạy Hy Lạp, và đồng thời ông cho rằng á, là cái ngành khoa học y học á, nó bắt đầu bằng cái việc nghiên cứu từ cấu tạo cơ thể con người. Và một nhà y học nổi tiếng khác của Hy Lạp á, là ông Ariston, thì ổng là cái người mà sáng lập ra cái môn giải phẫu học so sánh, và cũng là cái người đó có công lớn trong việc đưa cái giải phẫu học phát triển, và cũng như là phát triển cái phôi thai học sau này. Và ông cũng là người đầu tiên sử dụng cái từ mà anatomia, là một cái thuật ngữ Hy Lạp có nghĩa là chia tách ra hay là phân tích, phẫu tích ra. Và định nghĩa thì giải phẫu học á, là một cái nghiên cứu về cấu trúc cơ thể của con người. Và giải phẫu học á, nó có được giải phẫu học có sức hấp dẫn nhất định, vì nó là cụ thể, nó có thể quan sát được, sờ được cũng như là kiểm tra được mà không cần phải là tưởng tượng. Và giải phẫu học sẽ chia thành hai phần là giải phẫu học đại thể, thì có thể là quan sát được mà không cần phải dùng kính hiển vi, và giải phẫu học phi thể thì đòi hỏi phải dùng kính hiển vi. Thì đây là một cái vài cái hình mà minh họa về cái giải phẫu học, chúng ta sẽ học ở các bài học tiếp theo. Thì tùy vào cái bộ phận cơ thể của mình, ví dụ như là thân mình hay là chi, thì sẽ có những cái cấu trúc giải phẫu học riêng biệt. Còn về sinh lý thì sinh lý á, nó khác giải phẫu học, tức là nó sẽ giải thích những cái chức năng của các phần trong cơ thể, và nó có nghĩa là tìm hiểu xem các bộ phận trong cơ thể nó hoạt động như thế nào, và trong cơ thể chúng ta cấu trúc và chức năng hoạt động cùng với nhau, giúp cho các bộ phận của cơ thể nó hoạt động đạt thành một cái hiệu quả mà tốt nhất và cao nhất. Thì có tức là có nghĩa là giải phẫu học là những cái bộ phận mà cấu thành trong cơ thể, và sinh lý là mà sẽ hiểu kết hợp sinh lý giải phẫu, thì sẽ mình hiểu được cái như từng bộ phận hay từng cơ quan của cơ thể nó hoạt động như thế nào, và nó kết hợp với nhau ra sao để tạo thành một cơ thể sống hoàn chỉnh. Thứ hai là về cái định nghĩa về cân bằng nội môi. Thì cân bằng nội môi á, nó là cái sự giữ cho các trạng thái của môi trường bên trong tương đối hạn định, cho dù là cái môi trường bên ngoài thay đổi. Và đặc tính và cơ chế duy trì của cân bằng nội môi á, thì cân bằng nội môi nó đạt được khi mà cấu trúc và chức năng nó được phối hợp hoàn toàn, và cũng như và tất cả các hệ thống trong cơ thể nó làm việc đồng điệu cùng với nhau. Và trong thực tế thì hầu hết các mô và cơ quan nó đều góp phần duy trì sự hoàn định này, và cái sự phối hợp hoạt động của nhiều cơ quan cũng như là mô nó chịu kiểm soát của hệ thần kinh và hệ nội tiết. Và đặc tính và cơ chế duy trì của hoạt động nội môi thì nó là cái cơ chế duy trì của hoạt động nội môi á, nó bao gồm là các bộ phận mà tiếp nhận kích thích, các bộ phận điều khiển, các bộ phận thực hiện, và cũng như là liên hệ ngược với nhau, hay gọi là cơ chế Fabry âm tính. Và tiếp theo á, là cái mà khi mà cái cân bằng nội môi á, nó không được duy trì, thì chúng ta sẽ nên một trạng thái mà chúng ta gọi là bệnh. Thì thậm chí á, cái trạng thái này nếu mà nó không được duy trì cân bằng và lâu dần á, cơ thể chúng ta sẽ mất đáp ứng, thì cái mà kết cục cuối cùng á, thì có thể dẫn đến là tử vong, hay gọi là chúng ta bị chết á, là thường gặp, chúng ta thường gọi thường hàng ngày. Và một trong những cái mà nguyên nhân gây mất cân bằng nội môi thường gặp á, là do cơ thể chúng ta bị stress quá mức. Stress đây không phải là chỉ là hiểu đơn thuần là stress về tinh thần mà chúng ta hay nói, mà nó liên quan á, gọi là các trạng thái là stress sinh lý. Mà điển hình nhất là có thể chúng ta gặp hay nghe nói là tình trạng là sốc á, sốc nhiễm trùng, sốc chấn thương hay là sốc thần kinh, thì nó đều là gọi chung, nó gom chung là thành ngữ là stress. Ví dụ là nếu ta giẫm phải những cái hòn than đang cháy, thì cơ quan cảm thụ ở da và lòng bàn chân á, tức là cái cơ quan này á, là cái bộ phận tiếp nhận kích thích, nó cảm giác rất là nóng, thì nó sẽ một cái xung động thần kinh á, nó sẽ theo cái dây thần kinh hướng tâm về cái trung ương thần kinh, tức là cái bộ phận mà điều khiển. Và sau đó đó, cái trung ương nó sẽ phát đi cái xung thần kinh theo dây thần kinh ly tâm đi tới chân, là tức là cái bộ phận thực hiện, hay là cái loại là cái bộ phận mà đáp ứng với phản xạ mà của chúng ta, rồi giẫm vào cái chân thì chúng ta sẽ nhấc cái chân lên. Và kết quả của sự cái phản ứng nó không được và kết quả của sự phản ứng mà cũng được thông báo ngược về cái trung ương theo kiểu hướng tâm, và nếu cái phản ứng mà chưa chính xác á, thì sẽ phát lệnh điều chỉnh, và nó nhờ cái dây dẫn truyền tới cái cơ quan đáp ứng, thì đó gọi là feedback ngược âm tính. Và nhờ vậy mà cơ thể chúng ta có thể là phản ứng chính xác đối với kích thích.
Thì đây là một cái ví dụ mà đơn giản về cái các bộ phận là tiếp nhận kích thích, bộ phận điều khiển và bộ phận thực hiện, cũng như là cái gọi là cơ chế là phép mít ngược âm tính. Thì đây là cái hình minh họa của mình ha, là ví dụ như là hồi nãy là cục than, thì cái này là ví dụ về cái là ngọn lửa đang cháy. Thì khi á, mà chúng ta là sờ vào hay là chạm vào hay là vô tình đụng phải cái tác nhân mà kích thích, ở đây là có là gọi là cái ngọn lửa, thì cái bằng tiếp nhận ở da, kích thích ở da, nói chung ở đây, cụ thể là đầu ngón tay, thì hầu như trong cơ thể mình á là đều có các bộ phận mà tiếp nhận kích thích, không chỉ là ở tay không mà cái thân mình hay bất cứ chỗ nào cũng đều có cái bộ phận kích thích. Thì đây là gọi là cái, thì nó sẽ theo cái dây thần kinh hướng tâm, nó về, nó đi về cái trung ương thần kinh trung ương chúng ta, thì nó gồm là tủy sống và cũng như là hành não. Ở đây là các bộ phận ở ngoài biên đó, thì nó có một bộ phận kích thích ở tủy sống, còn ở những bộ phận nó có thể một vài cơ quan nó có thể đi lớn trung ương thần kinh, tức là ở hành não, tức là cái bộ não của chúng ta. Thì ở đây đó, nó sẽ là gọi là trung điều khiển, thì nó sẽ tiếp nhận cái thông tin đi vào và nó sẽ là xử lý thông tin, và sau đó nó sẽ là đưa dẫn truyền thông tin theo dải kinh ly tâm đi đến cái cơ quan đáp ứng, thì nó cũng nằm ở các bộ phận luôn, thì nó tác động lên các mà gọi là cơ cơ chúng ta, có thể là cơ mà hầu như á, ở ngoài cái chi á, thì gọi là cơ vân vân, hoặc là những cái mà cơ mà thuộc về cái bộ phận nội tạng, ví dụ ống tiêu hóa nè thì gọi là cơ trơn. Thì những khi mà có kích thích á, thì nó sẽ ảnh chị nó xử lý đi đến cái cơ quan mà đáp ứng, thì nó đáp ứng của trong trường hợp này á, tức là nó sẽ là thu cái tai lại và tránh, tức là nó sẽ tránh khỏi cái mà xa đi cái sự mà kích thích và gây tổn hại đến cơ thể của con người. Thì đây là cái một cái gọi là cái một chu kỳ, một cái vòng tròn mà đáp ứng kích thích của chúng ta. Và nếu như là cái nó đáp ứng chưa chính xác á, là nó đưa cũng vẫn có thể là di chuyển ngón tay mà đưa chưa quá xa, hoặc là nó vẫn còn là chạm với lửa, thì nó sẽ tiếp tục là phép mít âm tính, nó đi lại gần đó và nó sẽ kéo ngược ngón tay về. Phần thứ ba là từ nguyên tử đến là cơ thể sống. Thì ở cấp độ cơ bản nhất á, thì cơ thể của mình nó được cấp đặt cấu tạo từ những cái nguyên tử, và những là đây là những cái mà đơn vị cơ bản của mọi vật chất, và sau đó thì những nhiều nguyên tử nó sẽ cấu tạo thành phân tử, và cuối cùng những nhiều phân tử sẽ cấu tạo thành hợp chất, hay gọi là gồm các hợp chất, ví dụ như là nhỏ nhất á, là tế bào, và lớn hơn nữa là mô, cũng như là các hệ cơ quan, và cuối cùng lớn nhất á, là một cái hệ thống. Thì những tế bào á, là những cái đơn vị độc lập nhỏ nhất của sự sống, và những tế bào này nó có những chức năng cơ bản, ví dụ như là chuyển hóa nè, hay là dễ bị kích thích nè, tăng trưởng và sinh sản. Còn đối với mô á, thì được cấu tạo từ nhiều loại tế bào và để thực hiện một cái chức năng chuyên biệt, ví dụ các loại mô của mình gồm là như mô bử bì nè, mô liên kết nè, mô cơ nè, hay là hoặc là mô thần kinh, thì nó đều được cấu tạo từ các tế bào. Còn đối với cơ quan thì nó là sự hợp nhất lại từ hai loại mô để thực hiện một chức năng chuyên biệt. Còn đối với một cái hệ thống á, thì nó định nghĩa là một cái nhóm những cơ quan và làm việc cùng với nhau để thực hiện các chức năng chính của cơ thể, và tất cả những cái hệ thống mà trong cơ thể nó sẽ được phối hợp với nhau để hình thành nên cơ thể sống. Và nói sâu thêm một chút nữa, cái này thì các anh chị chỉ cần học tới nguyên tử thôi, hiện nay á, thì người ta đã phá hóa sâu hơn nữa rồi, là nguyên tử nó sẽ được cấu tạo bởi hai phần là hạt nhân và electron. Thì nó là một cái mà đi hơi sâu thì mình chỉ nói mới biết thêm thôi. Và thứ tư là những cái mà hệ thống trong cơ thể của mình. Thứ nhất á, hệ thống đầu tiên á, tức là hệ thống là da, là nó bao gồm là da và tất cả những cấu trúc mà nó có nguồn gốc từ da, và chức năng chính của da là giữ cho tất cả những cái cơ quan bên trong á, cũng như là ngăn cản những cái thứ mà không mong muốn từ môi trường bên ngoài xâm nhập vào bên trong. Thì da nó có chức năng là ngăn cản những cái tác nhân có hại, và cũng như là nó liên quan tới nội môi mình sẽ và mình sẽ học sau này. Thứ hai á, là cái hệ xương. Hệ xương thì nó bao gồm là xương, sụn, màng sụn, khớp, gân cũng như là dây chằng. Hệ xương này á, nó có 5 chức năng quan trọng, bao gồm là nâng đỡ và tạo hình cho cơ thể của mình. Tức là cái bộ xương của mình là sẽ là nâng đỡ, ví dụ trong trường hợp chúng ta là đi đứng, hay là chúng ta là khom người, hay cho chúng ta khuân vác. Thứ hai là chức năng là về di chuyển, và chức năng tiếp theo là chức năng là bảo vệ cơ quan bên cạnh hay là bên trong của xương.
ví dụ như là cái lồng ngực á, thì nó sẽ là nó chức năng là nó bảo vệ cho các cơ quan bên trong, ví dụ như là tim nè, là phổi nè, hoặc là cái hệ thống trung thất. Tiếp theo á, nó cũng là cái nơi để dự trữ canxi và phosphor, mà phần chính á, là để dự trữ canxi, cũng như là khi mà cơ thể chúng ta thiếu canxi thì nó xương nó sẽ lấy canxi từ xương ra ngoài để làm tăng cái nồng độ mà canxi máu, và nó cũng là nơi sản xuất tế bào máu. Thì như có thể biết á, xương thì nó phần vỏ bên ngoài và phần tủy bên trong là sẽ chứa các tế bào gốc. Thì các tế bào gốc khi mà chúng ta là thiếu máu á, thì nó sẽ các erythropoietin á, từ thận tiết ra, nó sẽ đi đến các tế bào tủy xương, và sau đó nó sẽ kích thích để tủy xương trưởng thành và cũng như là tiết ra các tế bào máu, cụ thể ở đây là hồng cầu. Thứ ba tức là hệ cơ, thì hệ cơ nó bao gồm tất cả các cơ quan trong cơ thể. Chức năng chính của hệ cơ là giúp, chủ yếu là nó giúp cơ thể di chuyển và điều hòa nhiệt độ cơ thể. Và tiếp theo là cái hệ thống nội tiết. Thì hệ thống nội tiết nó là một cái hệ thống gồm các là tuyến, là nó không có ống dẫn, và với khả năng là sẽ tiết theo cái hóc môn, mà hóc môn này nó đi theo đường máu và tạo nên cái tác động đến với các cơ quan trong cơ thể. Và cái hóc môn này nó điều hòa những hoạt động, ví dụ như là chuyển hóa bên trong cái tế bào, điều hòa sự là tăng trưởng và phát triển, hoặc là stress, và đáp ứng với các mà chấn thương chúng ta thường gặp, hoặc là với sự là sinh sản cũng như là nhiều chức năng khác quan trọng trong cơ thể chúng ta. Thì cái bài về nội tiết á, thì mình sẽ có một bài học riêng tương tự với các hệ cơ quan khác. Và tiếp theo á, là cái hệ thần kinh, thì nó bao gồm cái hệ thần kinh trung ương và cái hệ thần kinh ngoại biên, thì nó cũng bao gồm là liên cái gọi là cái hệ cơ quan cảm giác. Thì cái hệ thần kinh và hệ nội tiết á, nó là những cái hệ mà điều hòa và kiểm soát chính của cơ thể con người. Tiếp theo là hệ tim mạch, thì hệ tim mạch nó bao gồm là tim máu và mạch máu, một số chức năng là một chức năng vô cùng quan trọng của cơ thể, là cái hệ tim mạch này nó vận chuyển cái oxy cũng như là các chất cần thiết đến những cái mô mà cho cơ thể mình cần thiết, và cũng như là nó chuyên chở các chất thải và của cơ thể đến phổi và thận để thải ra ngoài. Thì đối với phổi á, thì nó sẽ vận chuyển CO2, còn đối với thận á, thì nó vận chuyển các chất, ví dụ như là về điển hình á, là ure trong máu. Còn đối với cái hệ bạch huyết á, thì nó gồm là bạch huyết, hạch bạch huyết và cũng như là mạch bạch huyết. Thì cái chức năng của cái hệ bạch huyết này á, nó giúp cho cơ thể chúng ta hấp thu trở lại cái lượng dịch cũng như là cái protein dư thừa vào máu, và cũng như là giúp bảo vệ cơ thể tránh khỏi những cái mà tác nhân lạ, vi sinh hay là những cái tế bào ung thư. Còn đối với hệ hô hấp á, thì nó gồm toàn bộ quá trình hít vào và thở ra. Chức năng chính á, là thực hiện trao đổi khí giữa máu và không khí. Còn đối với hệ tiêu hóa thì nó gồm là miệng, thực quản, dạ dày, tá tràng, ruột non, ruột già cũng như là hậu môn và trực tràng. Thì nó có chức năng á, là phá vỡ thức ăn bằng các cái chế là lý hóa, là sau đó nó sẽ được biến đổi thành các phân tử nhỏ nhất để cho cơ thể chúng ta hấp thu vào. Mà cụ thể á, cái quá trình hấp thu chủ yếu á, là ở ruột non, còn đối với ruột già thì chủ yếu là tái hấp thu nước và điều hòa cái cân bằng cái lượng nước. Và cũng như á, là cái hệ tiêu hóa này nè, nó giúp thải bỏ những cái sản phẩm cứng hoặc là không tiêu hóa được trong cơ thể của con người, hoặc là trong những trường hợp mà chúng ta là ăn những thức ăn mà không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, hay là những cái tác nhân mà không tiêu hóa được, thì cái hệ tiêu hóa nó giúp cho cơ thể chúng ta là đào thải những cái chất mà cơ thể mà không tiêu hóa được ra ngoài. Thì trong những trường hợp đó thì nó chúng ta hay gọi là trường hợp mà tiêu chảy, chúng ta ăn những thức ăn hôi thiêu, thì tiêu chảy là nó là một cơ chế mà để bảo vệ cơ thể chúng ta. Và tiếp theo là cái hệ tiết niệu, thì nó gồm thận, niệu quản, bàng quang, niệu đạo cũng như là cơ quan sinh dục bên ngoài, và chức năng chủ yếu là lọc bỏ những cái sản phẩm thải của tế bào cũng như là điều hòa cân bằng dịch trong cơ thể. Và hệ sinh sản thì nó gồm là ở nam là nó gồm tinh hoàn, ống dẫn tinh, dương vật, còn đối với nữ thì gồm là bú, buồng trứng, tử cung và âm hộ. Thì chức năng chủ yếu của hệ sinh sản là sinh sản ra những cái tế bào sinh dục, đặc biệt là những tế bào này nó có khả năng là duy trì và phát triển nòi giống. Về
Phần thứ năm á, là tư thế giải phẫu cũng như là định hướng vị trí giải phẫu. Thì tư thế giải phẫu chúng ta là tư thế con người á, là chúng ta là tư thế thẳng đứng, hai tay xuôi và mắt và hai bàn tay hướng về phía trước. Rồi và các vị trí và cấu trúc giải phẫu á, thì được xác định theo ba mặt phẳng không trong không gian, là nó bao gồm á, là mặt phẳng đứng dọc nè, mặt phẳng đứng ngang cũng như là mặt phẳng nằm ngang. Và chúng ta không nên nhầm cái mặt phẳng nằm ngang với cái mặt phẳng cắt ngang, và hai mặt phẳng này có thể trùng nhau. Thì các anh chị có thể thấy trên hình minh họa ha. Và các vùng trong cơ thể á, thì nó được chia ra làm hai phần, là đó là phần chính và phần phụ. Thì phần chính á, là bao gồm là đầu, cổ, ngực, bụng và cung chậu. Còn phần phụ á, thì nó gồm là chi trên, chi dưới. Còn đối với riêng cái phần bụng á, thì nó làm chia được là chín vùng. Thì các anh chị chỉ cần biết là gồm là phần chính và phần phụ rồi. Còn cái phần mà chia ra làm chín vùng á, thì mình chỉ đọc thêm để biết thôi, chứ thì sẽ không có hỏi thi thôi. Mình chỉ biết cần biết là tổng quan về cơ thể mình là như thế nào được. Thì gồm chín phần phụ, vùng đó, là bao gồm là vùng thượng vị, vùng hạ vị, vùng hạ sườn trái, vùng hông trái, vùng hố chậu trái, và tiếp theo là vùng trung vị, vùng hạ sườn phải, vùng hông phải và vùng hố chậu phải. Thì đây á, là mình có cái bảng để các anh chị có thể tưởng tượng, tại vì á, mình có thể là chia thành bốn vùng hoặc là vùng bốn chín vùng. Nhưng mà chi tiết hơn khi mà chúng ta thăm khám trong lâm sàng á, thì chúng ta chia làm chín vùng, thì chúng ta sẽ dễ là khu trú được các cơ quan khi mà chúng ta thăm khám. Ví dụ đi là vùng thượng vị á, thì mình có thể nó có thể bao gồm là gan và cũng như là dạ dày. Bên đây là hạ hạ sườn phải, thì nó là cái nơi mà vị trí giải phẫu là của gan nè, túi mật nè. Và tại vì gan á, nó không chỉ nằm bên phải mà nó còn nằm lắng bên trái nữa. Tương tự đối với dạ dày nó không chỉ là nằm bên trái, thì nó có thể là một phần nó ở vùng thượng vị và một phần bên trái. Còn đối với vùng hạ sườn trái thì cấu trúc giải phẫu của nó là gồm dạ dày với lại một phần của tụy và lách. Thì khi mà chúng ta đối với những trường hợp ví dụ như là chúng ta là bị viêm tụy cấp đi, thì nó không chỉ là đau cái vùng là thượng vị không, mà nó còn đau cái vùng mà hạ sườn bên trái nữa. Và thậm chí những trường hợp của viêm tụy cấp người ta mô tả điển hình trong bi văn đó, tức là đau thượng vị và lan sang bên trái. Thì khi mà bởi vì chúng ta biết được cái cấu trúc giải phẫu của từng cái cơ quan, thì chúng ta sẽ khi mà chúng ta thăm khám lâm sàng, chúng ta kết hợp với các triệu chứng, thì chúng ta có thể định hình được đó là tổn thương cái cơ quan nào ở trong ổ bụng. Tương tự như vậy thì mình hay biết, mình hay nói là bị viêm ruột thừa, mình sẽ thăm khám ở vùng là hố chậu phải. Thì khi mà bệnh nhân người ta than là bị đau vùng hố chậu phải và kèm theo những tình trạng ví dụ như là sốt nhẹ nè, hoặc là bệnh nhân là những ngày trong ngày hôm đó hoặc là những ngày 1 2 ngày trước thì bắt đầu có cái tình trạng gọi là bệnh nhân là chán ăn. Thì và ngày hôm nay đi khám á, bệnh nhân là đau hố chậu phải rất là nhiều, có thể là có các dấu mà phản ứng thành bụng hay là phản ứng trung mạc á, thì chúng ta có thể là khu trú lại vị trí là ở đây hố chậu phải. Thì thường cái bệnh nó gây ra là cái bệnh là viêm ruột thừa. Thì từ cái vị trí giải phẫu chính phần này nè, thì mình có thể dự đoán được là cái cơ quan mà nó đang bị tác hại là nằm ở vị trí nào. Tương tự như vậy thì bệnh nhân ví dụ bệnh nhân bị than đau vùng hông phải hay hông trái, thì đây là điển hình đó, thì nó là liên quan tới lại là đoạn mà niệu quản. Có thể là thường nhất đó, thì bệnh nhân sẽ gặp tình trạng là sỏi niệu quản, sỏi kẹt niệu quản. Thì chúng ta từ những vị trí giải phẫu này á, để chúng ta có thể là dự đoán được cái bệnh lý mà mình đang thăm khám và ở bệnh nhân là đang bị là ở vị trí nào và cái cơ quan nào. Thì đây là cái hình minh họa giống như em đã nói nãy giờ. Bên phải có là sỏi nè, hay là viêm viêm tụy cũng có thể bên đây luôn. Có những trường hợp mà viêm tụy lạc chỗ hoặc là viêm tụy biến chứng, mà điển hình là nó sang bên trái nhiều hơn hoặc là vùng là thượng vị. Thì cái hình này anh chị chỉ cần coi thêm thôi, tại vì nó sẽ áp dụng cho lâm sàng nhiều hơn, chứ hỏi về lý thuyết thì nó rất là nhiều thứ cũng làm khó cho anh chị nữa. Còn về là các khoang và các màng của cơ thể, thì các khoang nó dùng để chứa cũng như là bảo vệ các cơ quan bên trong, và có hai khoang chính là khoang lưng và khoang bụng. Thì khoang bụng được chia làm là ra làm hai bởi cơ hoành, và đó là cái là khoang ngực là phía trên và khoang bụng là bụng chậu là phía dưới.
và khoang lưng á, thì nó sẽ chứa cái sọ tủy và tủy sống. Còn đối với màng á, thì nó để lót những cái mà khoang cơ thể cũng như là bao phủ hoặc là phân chia các vùng, các cấu trúc cũng như là các cơ quan. Có ba loại màng chính á, gọi là niêm mạc, thì nó lót các cơ quan. Thứ hai á, là thanh mạc, thì nó sẽ lót các khoang. Và thứ ba là màng hoạt dịch, là cái lớp lót các bên trong của các bao cấp chúng ta. Thì cái bài tổng của đây là bài tổng quan về giải phẫu, thì các anh chị mình có hỏi gì không ạ? Anh chị có phần nào chưa rõ mình muốn giảng lại đi kia không? Thoát vị thượng vị là sao? Dạ. Thoát vị thượng vị là phần nào hả? À, chính vùng giải phẫu chị. Có phải chị đang nói cái phần trên slide đang trình chiếu không ạ? Đúng rồi, cái slide không, slide sao á thầy? Đó, đó. Hình bên đây hay là hình bên đây vậy? À, tức là thoát vị vùng thượng vị á, tức là sẽ có một vài gọi là cái ví dụ như là chúng ta bị cái ví dụ như là cái gọi là cái cơ hoành đi, sẽ có một cái vài vùng á gọi là thoát vị, tức là nó có cái lỗ nó thoát ra với vùng thượng vị, thì cái đó nó liên quan tới vào cái phần mà của bên ngoài là nhiều hơn, tức là các anh chị có thể để ý á. Ê, cho em hỏi nãy em có thấy cái vợ cái chữ là hướng tâm với ly tâm, nó hướng tâm nó là ly tâm là sao vậy? À, các anh chị có thể hiểu hướng á, hướng tâm tức là tâm gọi là trung tâm, tức là hướng về trung tâm. Còn ly tâm á, tức là đi xa trung tâm, tức là từ trung tâm đi ra. Mà trung tâm của chúng ta gọi là cái bộ gọi là hệ thần kinh trung ương. Trung ương có thể là gồm là tủy sống hoặc là hành não, hay gọi là mình có thể đơn giản là cái bộ não mình đi, gọi là trung tâm. Khi mà có những cái mà kích thích đó, để mở là slide kia đi. Ở đây á, là gọi là hướng tâm, tức là hướng tâm tức là từ bên ngoài mình sẽ đi vào trung tâm. Trung tâm của mình có thể là hành não, có thể là tủy sống, hoặc có thể là hành não bên trên, tức là cái bộ não của mình. Mà đây mình lấy cái ví dụ đơn giản là cái hình này đi, tức là phần tủy sống của mình. Thì hướng tâm á, tức là từ ngoại nguyên đi vào trung tâm, tức là khi mà mình bị kích thích nè, sẽ cái bộ phận mà nhận cảm của mình á, nó sẽ nhận cảm được kích thích và nó sẽ dẫn truyền theo dây kênh hướng tâm, nó đi đến cái trung ương. Và từ trung ương này nè, nó sẽ xử trí thông tin tùy theo cái thông tin mà nhận được là gì, thì sau đó nó sẽ xử trí và nó đi theo hệ thần kinh là ly tâm, thì đi bắt đầu đi từ ra từ trung ương, nó đi dần đến cái cơ quan ngoại, cơ quan đáp ứng là ở ngoài biên. Ở đây điển hình đây là cơ, thì sẽ gây lên cái phản ứng là tức là co cơ. Mà ở đây của mình á, tức là mình sẽ thu hồi cái tay lại, thì gọi là cái ly tâm. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ. Thì các anh chị cũng hiểu, tại vì trong ví dụ trong cái mà mô hình mà máy vi tính mình cũng vậy, thì mình sẽ gọi là mình hồi đó mình học là input và output đó, tức là nhận thông tin và xuất thông tin. Thì cái CPU của mình gọi là trung ương, thì chỗ đó nó xử lý thông tin. Dạ dạ. Dạ. Còn cái mà cái phần mà thoát vị này á, thì nó gồm nhiều phần lắm các anh chị. Ví dụ như là ở đây vùng thượng vị, hoặc là có nhiều nó có nhiều chỗ. Ví dụ mà điển hình đây mình hay gọi là cái gọi là thoát vị hoành á, ví dụ là ví dụ như cơ hoành nó sẵn đây đi, đây là cái mình đây là cái cơ hoành mình tưởng tượng thôi. Khi nào mình học tới cái bài tiêu hóa mình sẽ nói kỹ hơn. Thì các anh chị phần ở trên đó, tức là cái khoang ngực, phần dưới là gọi là khoang bụng. Thì cơ hoành nó sẽ chia là ngực và bụng ra thành hai phần. Thì sẽ có một vài trường hợp đó, thì nó gọi là thoát vị hoành. Thì những cái có thể những cơ quan mà nằm ở phía trên nè, nó sẽ thay vì nó nằm ở trên thì nó sẽ nằm xuống dưới, thì nó gọi là cái trường hợp thoát vị. Thì những trường hợp này á,
nếu bình thường thì không sao, nhưng mà có một vài trường hợp đó, nó gây chèn ép hay là làm bị gây bế tắc đó, thì mình sẽ là can thiệp nội khoa. Thì đó là cái vấn đề của bên ngoài, thì nó sẽ có những cái biện pháp phẫu thuật hay là thủ thuật nó xử trí, nó sẽ giải quyết cái khối thoát vị này. Là mình giải phẫu ra để mình nâng cái phần cơ lên sắp lại hả thầy? Về chi tiết thì tại em cũng không phải là bên chuyên khoa ngoại nên là cũng không biết là bên ngoài nó sẽ, tại vì hiện giờ nó có rất là nhiều kỹ thuật rồi nên là em mình chỉ hiểu là nó sẽ dùng những phẫu thuật phương pháp nào đó, nó sẽ làm giảm là giải quyết cái tình trạng thoát vị. Còn cái túi thừa đại tràng là ruột thừa hả thầy? Mình có thể hiểu gì, tại vì tại ruột thừa thì nó là cái gọi là sinh, nó liên quan cái gọi là sinh lý của thể. Mà sinh lý tức là những cái phần nào mà cơ bản nó hoàn chỉnh, nó như nó không phải là gọi là bệnh lý. Còn túi thừa đại tràng á thì mình nó gọi là tình trạng là túi thừa bệnh lý. Mình có hiểu là đơn giản nhất là sinh lý là cái bình thường của cơ thể mình đồng nghĩa, và túi thừa đại tràng với là ruột thừa thì nó cũng chưa đúng lắm. Nó đi về cái mặt giải phẫu thì nó cũng tương tự nha, tại vì cái ruột thừa thì nó là gọi là cái cấu trúc giải phẫu mà đã bị thoái hóa trong quá trình tiến hóa của cơ thể con người. Thì cái nhưng mà kiểu về cái mà gọi là cái giải phẫu thì nó cũng tương tự nhau, ví dụ như những ống tiêu hóa thì nó liên tục như vậy đi, thì cái túi thừa thì nó sẽ có những sẽ có một cái mình hiểu theo cái nghĩa mà đen của nó luôn á, tức là túi thừa những là những cái túi mà nó thừa ra, nó dư ra thì gọi là túi thừa. Nhưng mà trong trường hợp á, ví dụ như ở đây là đại tràng đi thì còn đây là thì gọi là túi thừa đại tràng, nhưng mà còn ở đây á, gọi là cái ruột thừa của mình thì nó là nó lúc trước á, thì nó là một cái cơ quan của cơ thể, nhưng mà trong quá trình tiến hóa thì nó không nó giảm dần nó mất đi dần cái chức năng của nó rồi, thì nó dần dần nó tiêu biến, nó chỉ còn một cái gọi là túi thôi, nó bình thường nó không có gì hết. Còn đối với những trường hợp gọi là túi thừa đại tràng thì nó là trường hợp là bệnh lý, có thể là bẩm sinh hay là gì đó nó gây ra tình trạng là nó gây một túi thừa. Và những trường hợp này nè thì nó nguy hiểm hơn, tức là nó sẽ dễ nó bị gọi là trường hợp có thể là phình vỡ hoặc là nhiễm trùng ở chỗ này. Thì những trường hợp này mình có thể là tùy những trường hợp mà như thế nào nữa, nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe hay là cuộc sống mình này kia đồ, hay nhiễm trùng hay không thì mình sẽ giải quyết. Nhưng mà thường như đây là gọi là bệnh lý, còn với ruột thừa thì mình không gọi là bệnh lý mà mình chỉ gọi là sinh lý thôi, tại vì nó là một phần của quá trình tiến hóa. Vậy cái viêm túi thừa với lại cái bệnh túi thừa thì hai cái nó giống nhau vậy? Bệnh túi thừa thì nó là mình có thể hiểu nó là một tập hợp mẹ của cái mà viêm túi thừa, bệnh thừa lên một trong những cái thể bệnh của bệnh túi thừa rồi đó. Tại vì bệnh túi thừa nó có thể là ví dụ là viêm cũng được nè, nhiễm trùng cũng được nè, hoặc là thủng cũng được nè. À, còn cái phần mà về cái mà hệ thống nào mình có hay cái phần mà nội tiết á, thì mình có một cái nữa là nãy mình học là cái hệ mà nội tiết và cái hệ ngoại tiết, thì mình phân biệt rõ ha. Tức là cái hệ nội tiết á thì như là mình đã nói lúc nãy á, là cái hệ nội tiết là nó là không có hệ thống ống và nó được tiết ra theo cái hệ mạch máu ở đây nè. Tức là hệ thống hệ nội tiết á, nó là cái hệ thống với các tuyến mà không có ống dẫn và nó khả năng tiết, nó tiết hormone, tức là nó sẽ nằm kế các mạch máu, đường đi mạch máu, thì từ các cơ quan hệ nội tiết đó tiết ra đường mạch máu. Còn có một cái mà gọi là cái hệ thống ngoại tiết, ví dụ mình lấy là cái điển hình là cái tụy của mình đi, tụy nó gồm một tụy nội tiết và tụy ngoại tiết. Thì tụy nội tiết đó, thì nó sẽ tiết ra cái hormone tụy, là nó bao gồm tại tụy nó sẽ gồm các cơ quan, ví dụ các tế bào, ví dụ là tế bào beta, tế bào alpha và tế bào delta. Thì tế bào beta của mình của tụy nó sẽ tiết ra cái chất điển hình đó, mình gọi là insulin đó. Insulin mình nghe chất insulin tiểu đường là cũng chính là nó đó, là tiết insulin để là điều hòa lượng đường huyết. Khi mà đường huyết tăng thì tụy sẽ tiết insulin để làm giảm cái đường đường huyết xuống. Còn đối với những trường hợp đó, mà đường huyết trong máu giảm đó, thì tụy nó có một tế bào khác gọi là tế bào alpha, thì nó tiết ra cái gọi cái chất học cũng là hormone gọi là glucagon. Thì cái chất glucagon này nè thì nó đi đến các cơ quan trong cơ thể, mà điển hình đó là cơ cơ trong cơ thể chúng ta và gan. Thì tại vì hai cái bộ phận cơ quan đó là cái nơi mà dự trữ đường trong cơ thể chúng ta nhiều nhất, thì nó đi đến cái hai cái cơ quan đó, đó
nó sẽ là dây kích thích để giải phóng đường dự trữ trong cơ từ cơ và gan ra, sẽ làm tăng cái lượng đường huyết trong máu. Còn một cái mà tế bào delta thì nó sẽ tiết ra một chất, thì chất cái chất đó đó gọi là chất somatostatin, thì cái chất đó nó gọi là nó điều hòa cái lượng đường huyết, nó ảnh hưởng đến tế bào beta và tế bào alpha để điều hòa tăng thì giảm, làm giảm thì tăng. Còn đối với đó là nội tiết, còn đối với cái hệ mà ngoại tiết á, thì tùy á, tức là hệ ngoại tiết thì nó khác với nội tiết thì chỗ nào, tức là nó sẽ có cái hệ thống ống, nội tiết thì không có ống thì sẽ đi theo đường máu trực tiếp luôn, còn đối ngoại tiết á, thì nó có hệ thống ống, thì tùy của mình á, là gồm ống tùy chính, ống tùy phụ, mà chức năng á, của ngoại tiết á, của mình là tiết ra các mang tỳ. Bởi vì vậy là khi mà trường hợp ví dụ như cho bệnh nhân bị lớn tuổi đi, hoặc là bị bệnh, thì bệnh nhân á, cái chức năng á, của hệ thống cơ quan tụy nó sẽ giảm dần, bệnh nhân nó sẽ có về làm giảm tiết cái mang tỳ ra, thì tới những người già này kia đó người ta sẽ ăn không tiêu được một phần đó, một phần thôi chứ không phải là luôn luôn, thì là do suy giảm chức năng tỳ, thì mình bởi vì mình mới thêm đi bác sĩ này kia đâu, người ta có những gọi là cái thuốc ăn ngon, tức là sẽ thêm những mang tỳ để bổ sung cái men để giúp cho cái hệ tiêu hóa của mình đó, là tiêu hóa thức ăn nó dễ dàng hơn, nên là sẽ là mau tiêu hơn. Thì cái phần đó thì em nói thêm để cho mình phân biệt thôi, tại vì lâm sàng mình có sẽ là dùng hay nhắc tới hai cái thuật ngữ, tại mình hay mình nhắc nội tiết tại vì này kia đâu, thì mình chỉ biết cái hệ nội tiết thôi, mà mình ít khi ít nhắc tới cái hệ mà ngoại tiết. Anh chị có còn gì thắc mắc không ạ? Dạ được rồi, thì Còn cho qua đi thưa thầy. dạ. Sao lại có gửi không ta? Mình đi tiếp cái bài thứ hai trong buổi học hôm nay. Anh chị đợi một tí.